Hello, chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Sau một thời gian đi du học dài đằng đẵng bên biển, mình đã quay trở về Việt Nam với cả một rổ kiến thức. Còn gì sung sướng hơn khi người đón mình ở sân bay là khẩu Ratling Bull Gun Cần 2 VIP. Đây là một khẩu súng lục, à không, phải gọi là súng bắn bò mới đúng. Bao nhiêu anh em nó làm gai lên mật, chờ đợi trong mỏi mòn này cầm nó trên tay. Bố tơ nó cứ nhìn mình nhỉ. Anh em từ từ mình xôi xéo chỗ khác đó. Vừa vào test súng thôi, chết ngay lúc đầu là ôm nhục đấy. Nỗi nhục ngàn thu đấy. Ui giời ơi chị y tá kìa. Cái thân hình mỏng manh của chị ấy cho hai phát vào đầu thôi. Nó còn gọi gì là con người không? Hay là nó thành con ngợm rồi? Trận hơi ít rôm nhỉ. Anh Tơ ơi, bây giờ xã hội nó phát triển rồi. Một vợ một chồng, đẻ bao nhiêu tùy thích. Anh cứ đẻ trứng ra đi. Dầu ơi nó bắn kìa. Dã man con Nga cho bạn lên đi. Mình tương quả choáng mè vào là chết sạch như này. Mày quay tay này. Mình chấp nhận mang tiếng xấu. Vì một nền hòa bình thế giới, vì một tương lai tươi sáng của con em chúng ta. Mày chơi không? Nào vào đây. Bố mày để sợ mày lắm. Á hư. Chị ta ăn tham quá. Có ba phát chém rồi chị mút sạch ấy. Ăn làm ăn lốn vậy. Sợ. Mày sợ này. Nó lé kinh quá rồi. Không sao. Mày thoá mạ tao này, con chết tao phải giết là mày. Thôi xong tôi rồi. Bình tĩnh thôi. Các bạn cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ. Rồi xong một con. Thu đi để lại lá vàng. Tá đi để lại cả phòng sida. Phải giết nó ngay. Con này nó lấy đạn kinh đấy nhỉ. Mẹ bố nó luôn. Trước là cái trình bắn lục của mình ok phết cơ mà. Bây giờ toàn nhằm đầu thôi. Mình ít thì bắn người lắm. Sợ nó trúng vào một nó lòi silicone ra. À đây rồi. Mày còn nhìn này. Ui giời anh tôi. Nhấp nháy thì đi về đi. Tĩnh dưỡng đi. Bây giờ anh cứ đua đòi như thế này. Đúng là trẻ không chơi già đổ đốn mà. Nó vẫn cố đuổi kìa. Với cái thân hình zoom lo này mày làm được cái gì? Hỏi ôi em xịt à. Tiền chém kinh quá cơ. Đậu phộng phòng kia nó cứ dọa kích mình. Thôi mình té luôn. Không có làng nhàng. Chúng ta phải tránh mọi cơ hội rủi ro nhá. Hôm nay mình phải cố đăng clip này sớm mới được. Anh em mình nghĩ là hóng lắm đây này. Ôi tôi lại chạy nhỉ. Mày ăn có lửa bằng đạn người ta thôi mà. Ôi kìa. Mày được đấy. Mày cứ biết mày đang sỉ nhục một chiến binh không? Đấy là một cái tội người ta gọi là chu di cửu tộc mới đúng. Nó ngang với tội là hành thích hoàng đế đấy. Anh em ơi chết nhiều thế. Bây giờ chúng mày tạo ra một con quái vật tía chớp xanh lè 11.000 máu. Thì ta bắn gãy cả súng ra nó cũng không chết cơ. Dạo này ớt yếu, à quên yếu ớt lắm. Ô không, đứa nào hút à? Cái xác nó thơm ngon ngọt nước như thế này mà các bạn này bỏ qua. Đúng là phí của giời. Lên đây. Úi giời ơi, anh kia chớp ơi. Ô kìa. Vãi cả đạn là chúng nó thập diện mai phục. Đúng là dòng đời số đẩy thế nào. Tiền zoom sang chảnh biết bao người nhìn. Hình như là mình bắn lục vip cho nó ghét hay sao ấy. Bình tĩnh thôi, thằng nào không giết tao, tao thề trận sau tao cho mượn súng nhá. Nói trước đây, các bạn để tạo mối quan hệ thì mới cho mượn được chứ. Súng đéo gì mà bắn ghê vậy, thằng lục vip đấy. Lục vip đấy, mình biết ngay mà. Rồi mày vào đây đây. Mày lên đây này, này thì mày muốn test sao hả mày? Ui giời ơi, bao nhiêu đôi mắt bồ câu con đậu con bay. Nó nhìn mình với ánh mắt nó hiếp mình đến nơi rồi ấy. Những cái ánh mắt mà nó nhìn xuyên qua quần áo, nó chạm vào da thịt. Sợ quá cơ, em đái tập quần rồi. Thôi chị tá thí sinh tiếp theo này. Thôi mày đứng nhìn đi, bố tao phụ giam chém. Chỉ sợ thảo đứng sau thôi. Đây có con nhấp nháy. Lên đây. Mày lên đây. Úi trời ơi, sao lại yếu thế nhỉ. Yêu ơi, đằng sau là cả một mã zombie. Có con đứng nhìn mà trên này mình mút nó luôn. Chắc gì đã sống tới mai mà để củ khoai đến sáng. Cái lựu đạn rồi là cứ chơi một trận là nó nhận ra là sao nhỉ. Hình như khẩu này nó chưa bán trong cửa hàng. Anh em biết là youtuber hay sao ấy. Nó đẻ ra nó hiếp như con ấy. Định mệnh cứ 10 đứa nó đuổi một. Cầm cái khẩu lục này thì đúng là em khóc là tim mán thôi. Mình muốn lên clip này nó tự nhiên một chút. Anh em phải biết thương yêu youtuber chứ. Người ta đổ mồ hôi sôi vào mắt chỉ mong một trận win thôi. Mà các bạn ấy cũng không hiểu. Thôi lên đây đứng quan sát đi. Cái gì đây, đằng sau lại sai đông thế này kìa. Ok. Con y tá này lúc nãy mình giết này. Nghe tiếng lục một cái bạn ấy quay lại đầy quyết đoán ạ. Thôi xong tôi rồi. Được thêm anh tư nữa luôn. Bố mày lại giết mày ngay. Một viên vào đầu một kill nó nhẹ nhàng vậy thôi.
Tốt nhất là mình có thể bắn dằn mặt đã cho chúng nó sợ. Hơi đông rồi đấy, từ từ tí nha. Đây rồi. Nhấp nháy kìa, úi giời ơi, mày chơi không? Sao lại lùi nhỉ? Vậy thì bạn chết luôn đi. Chúng ta nó không có duyên rồi thì không có gỡ ép đến với nhau làm cái gì cả. Con đi đá này hơi trâu rồi đấy, nhưng mà không sao. Trâu bắn lâu thì cũng phải chết. Nào lên đây nào. Tao mày solo một băng đạn luôn. Úi giời ơi, nhấp nháy kìa. Nhào vô kiếm ăn. Bạn ấy còn đưa tay ra cho mình lắm lấy. Lối vòng tay lớn đấy. Con này nó quay phim chụp ảnh từ nãy tới giờ này. Nó muốn ăn mình lắm rồi đấy. Nước dãi của bạn ấy chảy thành vết ở phía dưới như thế kia. Nào nào nào. Mày chơi này hỏi ơi. Đam nó rất là ảo nhá. Nhiều khi chém 3 phát lên là tầm 200 máu. Có khi chém phát chết tươi. Vô lý. Thôi bạn ơi, ai thì gọi hội thế. Anh em mình solo 1-1 thôi. Đéo chơi thua về gọi anh ra. Nó vẫn đứng nó hóng mình. Ô kìa. Úi giời. Anh em ơi, làm người ai làm thế. Chúng ta phải biết thương yêu đồng loại chứ. Lá lành đùm lá rách nó đùm lá tả tơi chứ. Đây là rách một cái cho mày xé tao luôn như này. Tao sống kiểu gì. Ui đồng nó lại ít người lắm cơ. Eo ơi. Xung quanh tôi kìa. Bây giờ rơi nhẹ một phát thôi là chúng nó mút ngay. Win. Nhìn nhau mà nước mắt nó lưng tròng. Hay vờ cờ. Các bạn tơ nhá. Lời động viên của bạn sẽ giúp mình vượt qua khó khăn. Cái dòng Rapping Bull này nó ra rất là lâu rồi. Nhưng mà thực sự cho ai ấy, anh em một đấm mặt cho. Mình nghĩ cái dòng VIP này nó sẽ thay đổi được cái điều định kiến đấy. Bây giờ nhiều bạn ấy phải suy nghĩ khẩu lục VIP nào là khẩu mạnh nhất. Nào là DE VIP này. Khẩu đua cái gì mà De Capo quên bố tên rồi. Đấy là khẩu này. Bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc thi đó là tìm kiếm tài năng súng lục. Xem khẩu nào sẽ giành được ngôi quán quân nhá. Ý là chạy tốt, chạy tốt. Ôi may quá. Ôi anh tôi không ăn mình. Đây là thằng khen mình bắn hay trận trước này. Bạn ơi vừa khen hay xong bây giờ sao lại ăn mình là thế nào nhỉ? Mày lật lọng à? Hay thì phải thôi chứ. Mày khuyến khích động viên đừng đuổi nữa chứ. Ôi giời ơi sao lại ít y tá thế. Rồi con nhấp nháy cứ để dành đấy. Mày chơi không? Mày chơi không? 100 máu à? What the fuck? Úi giời ơi thêm 100 nữa kìa. 1v1 là 2. 2 thêm 2 là 4. Thôi xong chơi rồi. Anh Hủy Diệt ơi, mày chọn cái thằng nào nó vừa miếng như mày đi. Hero kia kìa. Súng lục như này mà ông đuổi. Mẹ mày, bắt lạt bố mày à? Bố mày sợ mày lắm đấy. Đừng để tao gọi bố tao. Ôi đuổi sai quá. Bắn mãi chả chết cái gì. Nhưng mà bắn bạn không chết thì mình chém nó bạn phải oắng thôi. Úi trời ơi, 4.000. Nó vẫn chưa nhấp nháy. Bây giờ còn mình tôi chiến đấu với 10 thằng zoom. Đầu trâu mặt ngựa mũi lợn mồm cá sấu này. Bố mày chạy đây, bố mày không ăn được thì bố mày chạy đây. Khó, nói chung là khó. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Anh em thấy sao? Có cảm thấy phấn khích không? Siêu phẩm đã về. Lục VIP đã lên kệ. Thực sự mà nói mình thấy bán rất ok. Nó không có sự khác biệt nhiều so với đam của khẩu súng BCQQ. Nhưng mà bạn nào cận chiến zoom và chức năng nạp đạn ấy, nó có một cái điểm cần lưu ý. Đó là anh em sẽ bị chậm mất một nhịp. Cái này lần đầu mình chơi ấy thì mình cũng bị kiểu như là nó chưa làm quen được ấy. Cứ lao vào nó xong ấn lạc đạn phát toàn đau hắn thôi. Thì chết nhiều cũng rút ra được kinh nghiệm. Mình nghĩ là các bạn phải tập một chút ấy. Thì clip hôm nay mình làm hơi ngắn một chút. Anh em hãy xem một đoạn BCQQ để giải trí thêm nhé. Bye bye. Con hàng Rapping Bull VIP này thực sự quá hút người chơi các bạn ạ. Mấy ngày hôm nay mình chỉ cho em nó làm diễn viên phụ ở những clip đột kích thôi. Không cho nó thể hiện nhiều. Nhiều bạn tức lắm. Comment kiểu như muốn hiếp mình đến nơi rồi vậy. Cuối cùng cũng đã đến thời điểm 9-10. Sàn diễn hôm nay là của em ấy. Tút tút ra cho tao thể hiện xem nào. Ôi ôi cái định mệnh nó nữa. Thôi xin chia buồn cùng bạn chiến binh nhá. Kéo đàn kéo đống lên thùng hàng cuối cùng chết cả lũ ạ. Lần sau bạn lên nhìn mặt gửi vàng cho bạn mà chơi. Chứ đứng cùng mấy cái thằng như thế này thì chết là phải rồi. Ok chạy không solo hả bạn? Mình cầm súng lục mà, sao phải xoắn. Ok định mệnh nó thôi xong mình phải giết nó rồi. Mùng mình, ôi trời ơi ghê quá, thôi thôi. Chết cha mày luôn đi. Khổ báo cáo trồn á, nhấp nháy là bố mày thịt mày luôn. Mùng 1 thích ai, mùng 2 phải chém. Rồi này vào đây này. Em lại biến dao, em chém bạn luôn. Con này nó chém nhanh lắm mày ơi. Mỗi tội hơi yếu các bạn ạ. Nó giống như cái gậy như ý vậy. À không, côn nhị khúc. Cái món cận chiến này nó mới thể hiện được hết cái bản chất của cái vũ khí lục VIP này.
cho có bom này,